lung tung bèn, trời mệt quá. Lần đầu tiên Hồng mới làm theo cái nghề này, mệt tới đây thở không kịp. Để coi mấy con. Ồ, quýnh lưới này mười mấy con à cả nhà ơi. Cô Lý, Hùng thở quá mạnh nha cả nhà, mệt chạy mệt dút vô này ào ào. Hey, chú à, cái này là được 213 con nha cả nhà. À, thành quả cái mẻ lưới này. Dài cùng tháng năm biết mà đời vui no ấm quanh năm với cùng cả tôi ruộng xuôi con nước trôi lững lờ xanh thắm ruộng đồng bát ngọt quê hương rượu long chín nhánh phù sa vòng tay của mẹ chan chứa tình bao la rượu long nhánh phù sa dòng tay của mẹ chan chứa tình bao la. Nguyễn Hùng, kênh Sông Nước Cửu Long xin kính chào quý bà con cô bác các bạn, rất vui gặp lại trên kênh Sông Nước Cửu Long. Thì hôm nay Hùng cũng đi theo mấy anh em để mà làm cái nghề lưới vịt cò. Rồi mời cả nhà mình cùng đi theo và trải nghiệm tìm hiểu cái nghề này với Nguyễn Hùng nha. Đi với mấy anh em đó. Đây là từ sáng kiến ra nghề vịt cò trên đồng ruộng. Ba anh em chuẩn bị hành quân. Nguyễn Hùng cũng nghe nói cái nghề này cũng mấy năm nay rồi, nhưng mà ngày hôm nay Hùng mới là đi theo mấy anh em để mà tìm hiểu và ghi nhận cái nghề này, là đây là lần đầu tiên. Cánh đồng này thuộc xã Phú Bình của huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Bà con nhận thấy là chắc biết rồi phải không? Còn có một số bà con là chưa biết, Hùng sẵn đây bật mí giới thiệu luôn. Đây là nghề giật cò. Căng lưới ra là chuẩn bị. Đây là lồng cò, này là cò mồi. Đó. Rồi mời cả nhà mình cùng hướng mắt vào ngay ống kính của màn hình của Nguyễn Hùng để mà xem chi tiết của những anh em đang làm nha. Chuẩn bị là bắt đầu bố trận đây. Hy vọng là cái trận này là trúng lớn thôi.
Bắt đầu căng lưới cho nó nè. Đó, giờ là hai miếng lưới căng qua hai bên. Đó, bắt đầu một giây hai đầu làm nhiệm vụ là giăng lưới, rồi tới khi nào đánh bắt mừng hành tinh nào đây. Hello, chào khán giả kinh mình các ơi. Đó, thấy không? Nhìn mặt quen quá không? Hai bên hai tấm lưới, đây là một tấm lưới. Ừ, đó. Sai chỗ đó. Đây là chính giữa đường bờ ruộng. Sang qua bên phải bên đây một tấm lưới nữa, là hai tấm lưới. Đó. Tấm lưới là đang trải trải ở trên mặt ruộng lúa. Đó. Gịch phải cho thiệt thẳng là như vậy đó, dàn sức lực gịch nào. Cả nhà ơi, thấy video của Hùng những video này mà bà con mình thấy mà thích, ủng hộ cho Hùng đăng ký kênh và cho Nguyễn Hùng một like nha. Nguyễn Hùng rất cảm ơn quý bà con cô bác và các bạn đã ủng hộ kênh sông nước Cửu Long của Hùng, cảm ơn rất nhiều. Bắt đầu xếp lưới lại nữa nè, đó căng da thẳng đàng hoàng mới xếp lưới lại. Đây xếp lưới này chắc chuẩn bị giật nó mới bung ra. Đây, gịch là gịch cái ngắn này để mà căng thiệt thẳng miếng lưới nha cả nhà. Cắm nọc này là căng cho thiệt thẳng đó.
Quá trình mấy anh đã bày binh bố trận về cái ngày này đã xong. Đầu chuẩn bị chờ cò nó đi về đây nữa. Tới lúc mấy anh dứt cò như cách nào đây? Rồi mời cả nhà mình tiếp tục theo dõi nha. Rồi tới cái vụ cò mồi. Đây bắt đầu bắt cò mồi và thả rồi cò mồi. Nhữ cho con cò kia nó bay về đó. 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 Đẹp không? Nó phải về rồi. Quá xa nó đang có này cả nhà luôn. Nhìn coi nè. Bài mát trời địa tới nè. Nó xây xuống đó ra. Tới đây cái coi đập ngay xuống luôn cái coi. Là cái cây này mình giật làm nhỏ lên phải không? Nào nói nhỏ nha. Một một. 12 12 14 1 2 3 nha. 2 3 4 5 6 7 8 9 muốn hở cái vỏ trời. Quên tỉnh đâu chạy miết luôn, chạy tới nỗi dội cái tay lên. Xíu lại nha. Dính lung tung bèn. Trời mệt quá. Lần đầu tiên Hồng mới có làm theo cái ngày này. Thở không kịp. Quá trời mệt. Chạy tốc độ. Đó. Đó. Mệt tới đây thở không kịp đó. Để coi mấy con. Quýnh lưới này mười mấy con à cả nhà ơi. Có lý. Một chú. Hai chú. Còn cái. Còn nếu mà nó xuống vậy mà mình không giật nó là cái bầy bự nó quay lại nó chớp ngang hay là dưới bóc luôn. Rồi. Hùng thở quá mạnh nha cả nhà, mệt chạy mệt. Dút vô này ào ào. Hai chú. Ba chú. Điểm coi cái lưới này cho mười mấy chú nè, không biết mười mấy đây. À chú, hồi nãy mình thấy là mình quánh mười mấy con vô hết luôn ha. Tại lúc quay lưng chạy đó không dòm là không biết. Bốn chú, mấy thằng cánh nguyên với mấy thằng đứng im là mồi không à, mấy thằng dãy đó, mấy đó. Năm con đó. Sáu con. Bảy con.
xuống, xuống nhiều xa, xuống lần giờ mấy con. Mấy con lưới này. Được. Tám chú. Chín chú. Trời ơi, nó lúc kỳ trời, lúc xuống hẳn đảo xuống để xuống cái. Không phải đảo lười gai đó, nguy hiểm. Lưới thấy không? Lưới nó mịn trơn à. Lưới này nó chắc. Tôi tưởng đâu cái bầy này là nó rộ ngang, là tưởng năm con cái này nó lên luôn. Chính chú. Đó có con nào không? Mười chú. Mười con. Mà nó bên đây coi. Đây là thấy. Năm nhà nhắm giờ các học. Ờ rồi. 11 con nè, con này nó là 11 nè. Bật ngang tới cháu ra đúng rồi. Đằng đó nữa, vậy là 12 con. Vậy là nó bay lên 2 3 con. Đây lưới dù xà lắm mà không được. Tính qua nè anh kia. Đúng rồi, có người ta lỡ tới cái bức kích lắm. Chú đâu? Không có xuống nữa đâu. Đã còn con cuối cùng là kêu không cắt đó. Ừ, hai con. Đúng rồi. Là nhà 14 lên 2 còn 10. Tháng mà để em cô thì ra còn để em cô cho anh Hùng cái hang là để giật cái lưới này cái anh Hùng tăng lên một cái cỡ nào. Đâu có. Con bỏ quay lại với lưới bóc liền bữa nãy là xuống 5 con mà ở bên kia tràn qua thì nó bóc á. Rồi thôi quay nhiều thôi chứ quay nhiều bể. Cũng thằng ngô lúng xấy lợn nôn ruột nhân nữa rồi lụm chiếc này vô một cái đập xuống một cái cho lung linh hết á mà nó rộ. Dính vô lưới nó bố dữ lắm nè cả nhà. Đó phải gỡ mà bố lộn nào nó quấn giò nó tùm lum. Ủa con này có chéo chưa thấy hả? Chưa cực lên bà đi nó gọi lúa lúa này này ta hai con đậu luôn vậy hả? Hai con vậy là 13 con. Không đúng rồi, giấc sáng là nó nhạy nhất. Giấc sáng chuyện mở nói vậy là 13 con, lưới này cũng êm. Vậy là nãy 15 con đó. Ờ vậy là 15 con đếm đúng đó, nó lên hai con giọt á. Bầy cò quá lớn mà nó hạ xuống 15 con quánh cái được 13 con nha cả nhà. Cái bầy cò mà anh muốn ăn gọn là phải vài chục đó là xuống nhiều. Còn bầy cò nhiều cũng rộ. Anh thấy nhiều miếng khá lùm á sao rộ 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 lên. Không có lưới tắn rồi, không có ông giá đó đây, chạy xe vô trong đó nó hắt kìa. Mình kìa đang đậu nó trên nè. Nhẹ nó vô mà nè, chân luôn. Ông bà cái tâm bỏ mũi da.
À, đúng không? Chú ơi, định đổi con lên đổi cỏ đó. Rồi cò xuống. Rồi kha, bác ơi. Thằng không có nó lên bờ cho nó nó đậu kìa. Kha, dụi con luôn. Con. Có xe mà sợ gì anh? Đi xe chạy bọc lên cổ vô đừng cổ. Đâu 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 con hồi gói. Hết hồn bài cò này nhìn mê, nhìn cho sáng là mê rồi. Quá thế cái bài cò nhìn đã. Bài cò này nói bụng hồi nãy mà nó lượn lượn xuống gần nguyên cái bầy đông nó chết rồi trời ơi chứ này. Ờ không thiệt đó, nó hạ xuống một cái nó mà đập xuống một cái từ nó chậm. Rồi. Đẩy một cái hai bên vách một cái thôi kẹo não hết trơn. Cái một là rút quân luôn. Lứ mà em vậy mà còn ăn lắm không nổi. Hay quá. Còn... không mình cỡ nào vậy mà còn chạy không khỏi với mình. Nó đầu óc nó không bằng đầu óc người mình. Hay khai lên cỡ khai trà sữa không mọi lần. À, kiểu nhìn ngược lại chối. Nhìn xui á. Cái kỹ điểm là nha, 13 con mới đủ nghe đó, còn con không chọi chọi đó. Cố kiếm đặt túa túa. Nó cầm con dần để ra. Nhìn mai không đếm được ha. Không phải ông kia nữa thôi, ông kia bây giờ, còn hôm nay nãy mới chạy xe ra. Cậu Út mày thấy không đó không? Tính bỏ vô nữa đó không? Hả? Một túi nữa nè. Đúng rồi, đúng rồi, 13. Rồi, mình rút vô đầu dây đi. Ừ. Ăn đây sửa con mồi cái, ăn lùa lại cái nữa. Tôi dép mới cục, tôi dép luôn. Nhà cậu Út mày chuyện này bỏ dép mới trúng cái dây. Tại gì? Thấy gì đây? Cái con mồi nó còn mồi cũ nó. Đó, thì cái này là được 213 con ha cả nhà. À. Đó. Thành quả cái mẻ lưới này. Đó. Đây, đó, thành quả của mẻ lưới.
lùng đó. Ừ, mỏ vàng mỏ đen ha, bữa nay nhìn mới biết là con là nó không con cá. Dạ hả? Con đó con trâu. Con này con ngà. Vậy sao? Em cũng không có dặm nào mà... Bữa đó dặm được mấy con sen. 950 gram con. Thôi. Trâu. Sẵn đây mình làm quen trên khách hàng trên cái kênh của mình luôn ha, bán bao nhiêu con mình nói luôn, đọc số điện thoại để mình nữa mình giao hàng luôn. Bây giờ cái này cò này là vô mùa Tết á, là có con bự con nhỏ mình không bán con được, này mình chỉ bán ký. Nếu mà cò sống về anh em nào cũng muốn ăn thì 150 ngàn một ký. Còn mà có dịch vụ mặn sẵn thì thêm được 30 ngàn là tiền công mặn. 180. Đọc số điện thoại đi, người ta đang người ta nghe này, ta điện nó dễ. 0358 304 413 Soka Phú Sơn. Rồi đó. Cả nhà ơi, nghe về cái thông tin về số điện thoại địa chỉ nếu bà con nào nếu mà muốn ăn cò thì cứ liên hệ qua số điện thoại đó nha. Cò mà trúng mặt tao miệng á. Con người kiếm tới nhà. Đây nè, các bên rồi. Đi lùa chuột này kia, con mặt còn dài, rồi quay YouTube này kia còn đẹp trai, còn chơi cái môn này là không mặt dài ra con cục. Anh nói gì anh kiếm cắt em ở chuột. Rồi Nguyễn Hùng cũng xin kết thúc video, mong quý bà con cô bác và các bạn ủng hộ kênh Sông Nước Cửu Long, cho Nguyễn Hùng một like và đăng ký kênh. Nguyễn Hùng cảm ơn rất nhiều, hẹn gặp lại video sau.